Nhưng mà đám cưới làm khác, sảnh này sảnh kia sảnh kia sảnh kia. Em đi múa đám cưới là biết đâu đó là em gặp anh sao? Là đó em đi múa đám cưới là múa sảnh A xong rồi qua sảnh B, sảnh sảnh D, nghĩa là xoay vòng á. Cái động lực cũng như là cái thời gian nào mà anh muốn quyết tâm vô Sài Gòn à? Tại vì nếu mà làm con người mình thay đổi á, là từ khi mình vô trường nghệ thuật quân đội, mình ra ngoài Hà Nội mình học, thì từ đó bắt đầu trong quân đội họ mới rèn luyện cho mình được cái tính tình, nó ngăn nắp, cách nói chuyện, rồi là cái suy nghĩ. Mình có nhiều cái thời gian để mình chiêm nghiệm lại cái cuộc sống của mình hơn. Vô quân đội là ra là khác liền luôn, thay đổi khác luôn. Làm giới thiệu cho thằng này vô đi. Thôi không, thổ con đang ngoài đời sung sướng mà mẹ. Cho nên để vô vô nó học hỏi, nó thay đổi đi. Dạ mẹ, cái mẹ vui, mẹ cho con hỏi một khi mà anh Hiếu ở bên cạnh mình còn thấy lo lắng như vậy, còn khi mà anh Hiếu đi xa như vậy thì cái nỗi lo nó như thế nào hả mẹ? Anh Hiếu từ ngày đi xa thì nhiều lúc thí dụ như là cứ lâu lâu vô thăm thôi. Dạ. Thì thầy con thì cũng thương nhớ, nhưng mà rồi vô thăm được một ngày rồi về thì khi trên đường về thì cứ nghĩ buồn con mình biết ở trong đầu nó sống như nào là hồi chưa nổi tiếng. Dạ. Anh còn nhớ là bao năm bao nhiêu anh vô thành phố Hồ Chí Minh không? 2006 là anh vô đây mục đích để làm gì anh Hiếu? Đi vô làm ca sĩ thôi. Nhưng mà mình nghĩ là hồi xưa học trong trường ở trong quân đội thì người ta nguyên tắc quá. Dạ. Mình là muốn bay nhảy hơn. Sau này thì mình xin ra ngoài quân đội, mình mới vô Sài Gòn, mình lập nghiệp. Anh vô Sài Gòn là bao nhiêu lâu anh mới nổi tiếng, và cái cột mốc nào mà quan trọng nhất để người ta biết tới cái tên Hồ Văn Hiếu anh? Chắc cột mốc quan trọng nhất hình như là 2013 lúc mà mình ra cái bài Con Bướm Xuân với bà Con Làm Súc. Còn 2006 thì bắt đầu đi vô để mà quen biết, đi xin hát đám cưới, rồi mình đi làm tùm lum nghề hết, làm phục vụ, làm tiếp tân, giữ xe, rồi tất cả mọi công việc để mình làm. Nhưng mà trong cái thời gian đó là vẫn đi hát. Ban đầu mới làm ở nhà hàng thì thấy mấy người ca sĩ hay hát đám cưới thì mình nghĩ là mình cũng hát được. Yeah. Tại vì mình học ở trường ra mà rồi. Mình nghĩ mình hát được là mình xin hát đám cưới. Nhưng mà từ đó các bạn hát chung với mình, nó bắt đầu giới thiệu dần. Rồi bắt đầu mình mới tách dần cái công việc đổi ca cho các bạn để mà mình đi chạy show. Rồi một hồi mình có cái mối quan hệ nhiều, bắt đầu mình nghỉ luôn, mình không có đi làm mấy công việc bình thường nữa. Anh nhớ cái lương đầu tiên mà anh nhận khi mà anh đi hát là bao nhiêu tiền không? Đầu tiên đi hát thì mình xin đi hát, không có lấy lương. Không lấy lương luôn, tại vì yêu người ta luôn. Biết mình hát sao, đúng rồi. Mình muốn cho người ta biết cái giọng mình đã, với lại mình hát như thế nào chứ cũng không dám nói tiền. Sau này thì nếu mà lấy cái lương đầu tiên như là 40, như mình hát một cái sảnh đám cưới như 40, 50 gì đó. Hình như mà đám cưới làm khác sảnh này, sảnh kia. Em đi múa đám cưới là biết đâu đó là em gặp anh sao? Là đó em đi múa đám cưới là múa sảnh A xong rồi qua sảnh B, sảnh D, nghĩa là xoay vòng á. Tức là lúc mà ra mới vừa ra nghề là mình đã chấp nhận hết tất cả mọi cái, miễn sao mình được hát rồi thôi. Yeah. Nhưng mà lúc đó là cái thời gian đó là chị có biết là Hiếu đã là khó khăn, nhưng mà con mình sinh ra là quý tử mà bây giờ mà nó phải làm gì chắc buồn cảm lắm. Xúc chị của cô đó như thế nào? Cô nhiều lúc thí dụ như chậu nó ở xa mình thì mẹ con không được gần, đúng rồi, không lo con đi làm nó. Không có lo được. Yeah. Nhiều lúc thí dụ như mình ở buôn mê, mình đi tiệc cưới đi, mình thấy con người ta phục vụ vậy, tự nhiên mình nhớ con mình nó làm ở trong đó như thế nào, đi hát rồi như thế nào. Chị có sợ ta ăn hiếp nó không? Cũng sợ chứ. Không, mà thật ra lúc mà đi hát á thì em có giấu gia đình, em không có cho biết đâu. Sau này kể cả bắt đầu sắp nổi tiếng nhà em cũng biết. Tại sao cứng giấu? Em không có muốn là nhà lo à. Tại vì cái tuổi mình nó nhiều khi càng ngày càng lớn, mà suốt ngày cứ đi hát lông bông thì ở quê mà lúc nào nhà cũng kêu là mày không có chịu kiếm một công việc gì đó ổn định đi để làm cho nó khỏe hơn. Người lớn thì họ muốn như vậy, thì nên là mỗi lần mà khi mẹ của em vào Sài Gòn á, hoặc là chị vào, mỗi lần kiểm tra hoặc là gặp mình á, mình lúc nào mình cũng giả bộ hết á. Ban đầu thì mình vô mình đi làm phục vụ nhưng mà mình cứ nổ với ở nhà để cho nhà bớt lo đó, là kêu con đang làm ở trong nhà máy thanh niên nè, mình cũng phải nói là làm đúng nghề để cho mọi người an tâm hơn. Ví dụ như là mình thuê nhà trọ cũng nhớt nhát rồi đó, cũng đâu dám dẫn người nhà vô đâu. Chứ mỗi lần mẹ lên thì gặp ở đâu? Thì mẹ thì qua nhà cô ở, mỗi lần lên Sài Gòn á, qua nhà cô ở hoặc là ở nhà nghỉ gì đó mình chạy qua. Mình đang bận đồ đi làm nhưng mà phải cố gắng lúc nào phải cầm theo áo sơ mi với quần trắng để cho giống kiểu làm nhà nước á. Dạ. Để cho nhà khỏi lo. Mà em thắc mắc á là đang cực khổ vậy mà cái bài Con Bướm Xuân Bướm Ơ đó anh quay MV. Cái thời đó em nhớ là em đang học trường sân khấu, mà em đi tới quán cà phê nào, đi ra ngoài đường cũng nghe Con Bướm Xuân, tức là nó lan rộng hết tất cả mọi nơi á. Mà tiền đâu mà anh chi phí mà anh đầu tư cái MV đó là ở đâu anh có? Cái MV đó là bên một cái đơn vị, một cái trang web á, họ thấy là cái bài đó nếu không quay thì hơi bị uổng. Họ kêu là cái bài này sao lại em không có làm đi, em không có tiền. Nên là bên đó là họ tài trợ cho mình làm luôn.
Dạ cô ơi, cho con hỏi cái bài mà con bướm xương, mà khi mà biết anh Hiếu mà nổi tiếng, người biết tới nhiều, là lúc đó là cô biết là anh Hiếu đã nổi tiếng chưa, hay là cô vô tình cô coi, hay là có ai bạn bè bà con nó ờn Hiếu đăng, nó đăng, mọi người đang chú ý tới nó, lúc đó cô cái cảm giác cô sao, hãnh diện với bà con không cô? Bắt đầu là nổi màu á. Nổi màu liền rồi. Có đứa con nổi tiếng rồi. Không, mà lúc con nổi tiếng là ở quê là chắc hàng xóm vô nói hả má? Hàng xóm người ta coi rồi người ta nói trời ơi, bà có cái thằng trai sướng quá. Sướng quá. Tôi mừng cho bà. Đúng là khi là anh nổi tiếng một cái là coi như là qua một cái trang mới sáng rực rỡ luôn á. Hồi xưa thì ban đầu á, em đi hát, bắt đầu đi hát á, cũng lâu lâu cũng có gọi về cho mẹ một hai lần, ví dụ như là mình được lên TV á. Hồi xưa thì em hát top ca. Nhóm gì anh? Thì đó em nhóm Giai Điệu Xanh. Giai Điệu Xanh. Nhưng mà lúc đó hát top ca mỗi lần quay hình nó không có thấy mặt mình hết. Bờ nhạc kiếm muốn chết luôn vậy đó. Nhà gọi hoài cái ủa sao mày đâu rồi mà tao không thấy đâu hết vậy. Cái ủa con mới vừa hát xong mà. Cuối cùng là không thấy, mình quê quá, mình nghĩ là thôi lần sau không gọi nữa. Mẹ vui, mẹ cho con hỏi khi nào anh Hiếu hát ngoài sân khấu mẹ lên mẹ làm khán giả không? Có, hồi xưa là có anh Hiếu có về quê. Dạ. Có hát về quê mình luôn. Về quê Buôn Mê Thuột á. Lại lúc đó là ngôi sao chưa cơ, chưa má. Chưa nổi. Chưa là ngôi sao, chưa nổi luôn. Lúc lên hạt á thì cô đứng ở dưới này. Dạ. Đứng dưới này thì nhiều lúc đâu có dám nghe đâu, đâu dám coi đâu. Ủa sao kỳ vậy? Con sợ á, sợ nhiều lúc bệ. Sợ đâu. Sợ hát nhép thì bệ. Sợ hát bệ. Sợ già la la. Lúc đó có hát nhép không mà mẹ sợ vậy? Không. Nói giỡn đâu, ý là mẹ thấy nhiều khi hát mà thở. Thôi hộp hợp giùm cho con. Hộp á, cứ thở rồi thấy sợ quá. Xong là cô nẹ cô đi coi khán giả nội như thế nào. Trời ơi, thấy thương như đi thám thính. Rồi đi xung quanh á, đi nghe thử tình hình người ta nói. Mẹ sợ nào. Nhiều gái nhỏ nhỏ không à, ví dụ như sợ rách quần hoặc là nhảy bị cái gì đó rồi sự cố không đâu. Thật sự em chia sẻ với chị thật lòng luôn. Yeah. Cái đó là cái nỗi lòng của người mẹ đó. Lo lắm. Sợ lắm, sợ đủ khi thứ. Khi nào mà hạ xuống rồi khi đó nó mới cái tim bắt đầu yên lặng lại. Nhưng mà em bây giờ là thay đổi rồi, giờ là không phải là dễ thương lo như vậy. Dễ thương chứ. Hồi xưa là lo vậy. Em đến bây giờ cũng vậy nè, thật ra cũng có những cái chương trình này kia nọ mà chính bản thân em cũng không dám coi là em luôn á, chứ đừng có nói làm chi mà, tại vì cái gì mà mình mong chờ nó quá, mình yêu quý nó quá, mình rất sợ nó vỡ đi, do sợ nó bể đi rồi mình mất cái đó thì đúng rồi. Rồi cô còn nhớ cái khi mà anh Hiếu nổi tiếng, cái tháng lương đầu tiên á mà anh Hiếu gửi về cho cô là nhiêu tiền à? Nói chung hồi đó cô vô Sài Gòn hiệu quả nổi. Dạ. Mà ơi thôi bây giờ mình đi siêu thị đi. Trời ơi, là rủ đi siêu thị, là rủ má đi siêu thị. Đi siêu thị, đi sắm đồ á. Nhưng mà cô nói không, má nhiều đồ lắm. Trời, má nhiều đồ lắm. Má nhiều đồ lắm, nhưng mà hiệu cứ bắt là nói thôi giờ má phải sắm cái gì cho con vui lòng. Con mới lãnh lương. Trời ơi. Nhưng mà cô rất là xúc động. Dạ lúc đó là cô xúc nhớ động. Anh Hiếu mua cho cô cái gì? Thì cô lừa gì thì anh Hiếu trả tiền cái đó. Dạ. Nhưng mà cô mua chỉ mua một bộ thôi để cho Hiếu vui thôi. Dạ. Khi mà cô nghe anh Hiếu, cô thấy giọng hát anh Hiếu hay không? Có góp ý gì cho anh Hiếu giọng hát của mình không? Cô bây giờ thì cô không góp ý, nhưng mà hồi xưa thì cô góp ý. Dạ, ngày xưa cô thấy cái giọng anh Hiếu làm sao? Hồi xưa thì nói chung, thí dụ như lâu lâu Hiếu cứ gọi điện về cô. Thí dụ nói là con hát vậy mà thấy được không? Dạ. Cô nói bữa nay thấy được rồi, nhưng mà thể lực yếu. Thể lực yếu? Thể lực yếu là hồi xưa á. Dạ, ngày xưa con vậy, mẹ con nói thụi mày diễn vô duyên quá mày. Mà ở ngoài người ta nói ôi mày diễn được, mà mẹ lúc nào cũng thôi mày diễn duyên cái miệng, thiết chế cái miệng lại, điện lên con góp ý hoài. Sao rút kinh nghiệm, tại vì mẹ mỗi lần tư vấn cái bài nào á, mẹ khen ai ra là thắng hả? Không ai coi hết. Ủa là sao vậy? Có nghĩa là mẹ tư vấn mẹ thấy bài đó hay. Mẹ cái bài đó thấy mẹ hát hay á, cuối cùng đưa ra không ai coi. Tại vì như thế này nè, cái tuổi tác giữa tụi mình đó chị với lại mấy đứa trẻ là một cái khoảng cách hơi xa, mà Hiếu thì là cái dạng là sôi nổi, là trẻ trung, thành ra là mẹ rất hát mấy bài cũ đó. Đúng rồi đó. Vậy ngoài cái nào góp ý giọng hát của anh Hiếu, cô nào cô góp ý về trang phục rồi cách mắc cúp rồi tóc tai như nào cô? Cái đó cô cũng có hay góp ý, thí dụ như đi ra mà tóc nó hơi xấu thì cô cũng góp ý. Cô giống như Hiếu nó nghe không chị? Nghe hả? Có dạ, nghe thì má nhiều lúc nói cũng đúng, tại vì nhiều khi em thấy mặc đồ thấy được thì má em xuống kêu là ok đồ này được, thì mình tự tin hơn khi ra ngoài đường. Hiếu cũng rất là hạnh phúc là có một cái người mẹ cũng giống như một người bạn luôn á. Đúng luôn. Rồi. Một không thì dù sao luôn. Em cũng có stylist, khi mà mặc đồ đi ra thì stylist chọn trước, xong rồi ra mẹ chọn thêm lần. Đó thấy chưa? Trời. Hai ba lớp luôn. Hai ba vẫn xấu như thường.
Cô ở nhà anh Hiếu là thích ăn món gì nhất cô? Trưa chị ăn cơm, còn sáng thí dụ như 2 tiếng sau là cứ ship ăn vặt á. Ăn vặt á, thí dụ như thích ăn món này rồi 2 tiếng sau thì ăn món khác. Là ăn thôi. liên tục vậy. Thêm chỉnh là buổi trưa ăn cơm thôi. Chỉnh là buổi trưa. Còn ăn vặt là cứ ăn ngày 2-3 lần. Mỗi lần mẹ nấu thì mình hay đứng đó bóc đồ ăn không mà ít khi nào mình chờ vô tiệc mình mới ăn lắm. Tới khi vô một cái là no luôn rồi, không ăn được. Ở nhà anh có siêng tập thể dục thể thao không cô? Cũng có thì hả? Thỉnh thoảng khi ăn nào... vặt nhưng mà cũng có tập đúng không? Có. Ăn vặt mà không tập là thè lè ra luôn nha. Nhưng mà cái này ăn vặt như từ nhỏ không chị hay là bọn... Dạ, nhỏ cũng hay ăn vặt. Em thích ăn mấy đồ nhỏ nhỏ không à? Ví dụ như chè, rồi rau câu, rồi bánh tráng trộn, rồi... Vậy hả? Kiểu... kẹo mút, nách. Cái tánh tình của nó con gái quá ha. Nhưng mà nó rất là... Nhưng mà rất là đàn ông, tức là nhưng mà lại bản lĩnh, cứng cỏi. Anh Hiếu có bạn gái chưa cô? Anh Hiếu chưa? Chưa luôn. Chưa có bạn gái. Anh Hiếu ơi, sao tới cái này mà anh Hiếu mặt căng căng vậy? Hả? Anh thì sao vậy? Đây cũng là... ai cũng hỏi, ai cũng thắc mắc hết. Fan của anh cũng vậy, cái bản thân em cũng vậy. Rồi chừng nào anh có nửa còn lại. Thì thật ra thì ai cũng muốn lập gia đình hết á. Nhưng mà mẹ cũng nói hoài à. Suốt ngày mình biết là mẹ cũng cò tỏ ra nhiều khi cũng khó chịu luôn á. Kêu thôi bây giờ mày làm gì làm, chứ cái gia tài lớn nhất tao nghĩ là gia đình với con cái. Dạ. Chứ mày lo kiếm đi. Mà thật sự thì sau khi mà chia tay người yêu xong á thì mình thật sự mình cảm thấy là mất niềm tin hơn. Thì sợ. Cũng có mất niềm tin, với lại yêu. Nó cũng sợ yêu, nó cũng là, nhưng mà mình mong là sẽ có một người nào đó thay đổi cuộc sống của mình. Dạ. Bây giờ để cho mẹ đi tìm con dâu được không? Chị có giờ chị đi tìm con dâu chị ép nó không chị? Dạ đúng rồi, giờ cô nào mà cô thấy người này dễ thương, người kia tính tốt, cô giới thiệu cho anh Hiếu không? Có, cô cũng có tâm sự, nói chung là nhận đứa mà cô thích thì Hiếu lại không thích. Điều đó không có hợp, nhưng mà nói thôi giờ mình có ở bên ta đâu mà hợp, phải ở rồi mới hợp chứ. À, rồi phải cho ở rồi mới hợp luôn. Thì ý là như vậy, nhưng mà cô nói vậy nhưng mà nói không có hợp. Giống như là mỗi lần em cũng hay bị cái sợ, nỗi sợ hãi khi mà Tết nhất hoặc là mỗi lần mà họp bà con lại với nhau á, ai cũng nói hết mình rất là sợ, mình không dám ngồi nói chuyện luôn á, rất là đau đầu. Dạ. Nhiều lúc cô cũng tâm sự nói giờ tuổi là tuổi lớn rồi nhưng mà mình phải có một gia đình. Dạ. Dù sao nữa mình về mình có vợ con nó cũng vui. Nhiều lúc đi làm về thấy thùi thùi vậy thấy cũng tội.